thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng khí hậu ở vùng đất cát gian biển thuộc xã Thành Hải, huyện Thành phố, Những năm gần đây, cây xoài tứ quý đã giúp nhiều nông dân có thu nhập ổn định, nhất là xoài được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Đặc biệt ở vụ xoài năm nay, bà con phấn khởi vì xoài trúng mùa, trúng giá. Thời điểm hiện nay, nhiều nhà vườn ở xã Thành Hải đang tất bật cho vụ thu hoạch xoài. Năm nay, vừa trúng mùa lại vừa được giá, so với vụ trước nên người trồng xoài rất phấn khởi năm nay nói chung ra bán xài thì nó cũng được giá 20 ngàn một ký. Thì xài hôm nay thấy nó cái lượng nó bán thì ngon hơn mấy năm trước. Thì năm nay thì nói chung ra cũng được à, 80 triệu. Năm nay nó đúng hơn là nó nếu mà mình thu hoạch đó là gấp đôi á. nó đạt năng sức mà nếu như hồi đó tôi bán một tấn thì nó 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 5 triệu đi mà bây giờ tôi bán một tấn là từ 10 triệu đến 15 triệu. năm nay tôi theo cái chương trình dự gáp á là bây giờ mình không để nhiều trái nó nó lớn trái. Mà nó màu lớn nữa. Quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp đòi hỏi khá nghiêm ngặt đối với người trực tiếp sản xuất. Tuy nhiên, hiệu quả của quy trình rất cao, ngoài việc tăng năng suất, tiết kiệm chi phí đầu tư hàng năm, kéo dài tuổi thọ cho cây, chất lượng trái cũng được nâng lên rõ rệt. Được biết, bà con chủ yếu canh tác giống xoài tứ quý nên cho trái qua năm, qua thời gian thực hiện theo quy trình việc cáp. Xoài loại 1 và loại 2 tăng đáng kể khoảng 80%. Cái vườn xoài của tôi thì tôi được 5 công. Thì nhờ có tập quấn đồ ra thì tôi cũng có phát triển năm nay thấy cái giá xài tốt. Có nghĩa là tôi bán cái giá xài nhất thì được 20 ngàn, cái xài nhì thì được 13 ngàn, còn cái xài bét nhỏ nhỏ nữa thì được 7 ngàn. Cái số lượng tấn nó cũng đạt hơn mấy cái năm trước nữa, nhờ vô phân này tưới nước. Thì cái giá nó cao thì thấy dân mình nó cũng phấn khởi. Toàn xã Thành Hải có hơn 40 hecta diện tích trồng xoài, trong đó xoài Việt Gáp chiếm khoảng 30 hecta, mã số dùng trồng là 11 hecta. Xoài được giá bà con phấn khởi, hy vọng năm sau thời tiết sẽ thuận lợi hơn và giá cả sẽ cao như năm nay để nhà vườn yên tâm tăng gia sản xuất.